cho vui ha. Ê, ta thích lắm á, ta thích lắm. Blip đi, blip 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 blip. Dạ, nó xin phép hoàng tử cho nó được bắt đầu. Vậy thì bắt đầu đi. Blip 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 blip. Ta tìm ta kiếm bao ngày. Blip 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 blip. Bây giờ đã tới nơi này. Blip 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 blip. Hôm nay chính nơi cần tìm. Blip 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 blip. Còn chi để vui sướng hơn kế hoạch chúng ta kho nhầm bay lâu. Bọn ta dụ dỗ biết bao người, bắt cóc bao người. Ngon lắm, vừa bò vừa ngậm đạp đất ngon lành. Bọn ta dụ dỗ biết bao người và bắt cóc bao người. Lẹp 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 lẹp. Bò cạp, bò cạp, bò cạp hai người. Lẹp 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 lẹp. Ta tìm tâm kiếm bao ngày. Lẹp 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 lẹp. Bây giờ đã tới nơi này. Lẹp 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 lẹp. Ở đây chính nơi cần tìm. Lẹp 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 lẹp. Đây là mừng 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 rỡ. Còn chi để vui sướng hơn kế hoạch chúng ta khó nhập mấy lầu. Quạt lẹp 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 lẹp. Bò cạp, bò cạp. Blip 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 blip. Ủa mày nói hay tao nói? Blip 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 blip. Mày nói tao dịch. Ủa lên đường. Dân nặng. Anh nào? Có kẻ bắt cóc hoàng tử. Dân nặng. Đâu có đâu tụi con. Tụi con đâu phải là những kẻ bắt cóc đâu. Đừng có nghi quan tụi con như vậy, tội cho tụi con lắm. Mẹ ơi, bọn họ là những người xấu, đang âm mưu bắt cóc hoàng tử, nhốt hoàng tử trong cái kim tự tháp nhỏ kia kìa. Đâu có đâu, tụi con là những nô tỳ tốt bụng mà. Hôm nay là nhân ngày sinh nhật của hoàng tử, tụi con tới đây để múa hát cho hoàng tử coi thôi mà. Apple lai lai hết, Apple lai lai hết, Apple lai lai hết, Apple lai lai hết. Dầm ròm 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 đai tầm. Đai tầm ở giữa dầm ròm. Đúng rồi. Hoàng tử đâu? Lại. Thả ra. Dạ. Ê, hoàng tử. Làm gì vậy? Em đi ra đây. Em có biết là bọn cạp là những người xấu không? Một chút xíu nữa họ dẫn em đi rồi đó. Ai dám bắt tài dẫn đi? Nói. Cắt bên ai? Trời ơi, tụi con đã nói rồi. Tụi con là những con bò cạp tốt bụng. Tụi con từ một cái vùng đất rất là xa xôi. Tụi con lặn lội đến đây. Chẳng quản mưa gió bão bùng. Chẳng quản thiên tai lũ lụt. Chẳng quản trời cao sấm sét. Tụi con lặn lội tới đây. Chỉ mong một chút quà được dâng lên hoàng tử. Vậy mà nghi tụi con là điệp vụ. Là bắt cóc. Là điệp vụ nội gián. Nếu mà như vậy thì tội cho tụi con quá. Ôi hoàng ức quá, hoàng ức quá. Tao dệt cho mày từ sáng giờ tao mệt lắm rồi nha. Ê hai bạn, mình thích món quà hai bạn tặng cho mình lắm á. Dạ. Nhưng mà thấy hai bạn buồn buồn á, ai xúc phạm làm hai bạn buồn vậy? Nè. Thì ra chính là ngươi hả? Hoàng tử ơi, em cẩn thận, bò cạp không bao giờ là những người tốt đâu. Ngươi chính là kẻ xấu á. Đó là bạn của tao. Ngươi xúc phạm làm bạn tao buồn thấy không? Đánh đâu? Mang công chúa ra ngoài đánh 100 rồi cho ta. Mẹ. Dừng lại. Hồ đồ. Sao con có thể ăn nói như thế được? Mẹ. Tại sao lúc nào mày cũng binh vực công chúa là sao vậy? Trong khi công chúa lúc nào lại cãi lại con. Con là hoàng tử. Là vị vua tương lai của đất nước này. Công chúa làm vậy là khi quân phạm thượng. Mẹ là nữ hoàng. Lẽ ra mẹ phải biết chứ. Hay là mẹ không còn tin con, không xem con là hoàng tử chứ gì, đúng không? Con trai, không phải là mẹ không xem con là hoàng tử nữa. Người đâu? Dạ. Ta kêu người của ta chứ không phải là hai người. Dạ. Bắt hai kẻ là mặt tống giam. Chờ ta chắc hả? Dừng lại. Đó là bạn thân của ta. Ta cấm ngươi đụng vào. Rõ chưa? Nghe chưa? Hả? À, chúng ta là bạn thân của hoàng tử, nghe chưa? Dám đụng vô chúng ta không?
đụng thử coi tay ông ta này dám đụng không? Mày đụng coi, mày đụng, mày đụng cho mày đụng, mày đụng cho mày đụng nha mày, nghe mày, cho mày biết nha mày. Quan ức gì mà mày khóc mày? Ông kêu tao, em có làm gì anh nói đâu? Tôi nữ hoàng kia bắt lên, mới đại tài đánh như con cái gì đó. Rồi, đó, mày đánh cho mày, mày quá đánh cho đi. Đánh cho mày đau lưng luôn nha mày. Hey, mày bự con mà nhõng nha nhõng nhẽo thế ghê. Đi vô. Mày liếc hả? Đúng rồi. Ê, hai bạn không phải sợ gì hết á. Ở đây, ta là hoàng tử, ta là người có quyền nhất lương ơi. Lê lương. Thấy thương quá. Hoàng tử, con. Mẹ, bây giờ đến lượt mẹ xúc phạm bạn của con phải không? Được rồi, con cũng không muốn nhìn thấy mặt mẹ ở đây nữa. Mẹ đi đi, ra đây đi. Muôn tôn nữ hoàng, không biết có chuyện gì xảy ra mà dân chúng và binh lính trong kinh thành trở nên rối loạn không thể kiểm soát được nữa. Yeah. Ta truyền lệnh đóng kín cổng thành bảo vệ các con ta. Tuân lệnh. Dễ dễ. Đúng rồi, tụi nó đi về, hai đứa bay đi vô đi ra đi vô ở lại. Ha 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 ha. Sao trách nhiệm ta giao chúng bay làm tình báo gián điệp bắt được thằng hoàng tử nhóc đem về, tại sao không có là sao vậy hả? Có nghĩa là mày nói, nó nói vậy là sao? Trời ơi, nó nói dễ hiểu quá mà. Cái nhiệm vụ mà đức vua giao cho con với nó đi làm á, bắt cóc hoàng tử đem về làm nô lệ đúng không? Ừ. Đang làm rất là đàng hoàng tử tế, tự nhiên nhảy nhảy ra một cô công chúa ngăn cản việc làm của tụi con, vậy là chưa hoàn thành. Mày uống thuốc lắc hả? Ê bò cạp diêm vua hả? Mày xạo nghe mày, nó nói có chút béo à, mày dịch ra dài thòn dài sọc vậy? Thì con phải dịch thầy dài thòn dài sọc như vậy đức vua mới hiểu chứ, tại vì đức vua ngu mà. Ha 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 ha, đúng rồi,
đối với ta phải nói cho rõ ràng như vậy ta mới dễ hiểu. Bởi vì thiên hạ gọi ta là